Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đến với ca lâm sàng 30. Đây là một ca lâm sàng rất là đặc biệt ở một bệnh nhân có rối loạn nhịp tim liên quan đến việc điều trị thuốc của bệnh nhân. Liệt tiêu đồ này rất hay, gồm rất nhiều rối loạn nhịp khác nhau và đòi hỏi mình phải có một kiến thức cơ bản về liệt tiêu đồ tốt để đọc liệt tiêu đồ này. Tuy nhiên đây là những cái ví dụ rất là hay để các bạn học và ghi nhớ. Một bệnh nhân 85 tuổi xuất hiện, đó là buồn nôn, nôn và rối loạn về thị giác. Lâm sàng nhìn có vẻ bệnh nhân có mất nước, điện tim đồ thì như sau. Đây là cái điện tim đồ với đủ 12 chuyển đạo D1, D2, D3, 3 chuyển đạo AVR, AVN và AVF, 6 chuyển đạo trước tim V1 đến V6 và chuyển đạo D2 kéo dài. Ta sẽ đi phân tích đầu tiên ta nhìn chuyển đạo D2 kéo dài thì nhịp tim của bệnh nhân vào ở đây thì nếu ta nghĩ đây là các phúc bộ quy đi cạnh nhau thì nhịp tim của bệnh nhân cũng không phải là quá chậm mà nó vào khoảng tầm 80 đến 90 chu kỳ trên phút. Và không đều cả về biên độ và tần số. Ta có thể thấy đây là các phúc bộ QRS âm, các phúc bộ QRS nửa, dương âm và âm, rồi dương, âm dương. Xen kẽ các phúc bộ QRS âm là các phúc bộ có QRS chủ yếu là hướng dương. Vậy nhịp ở bệnh nhân này là nhịp gì? Ta sẽ nhìn rõ ở D2. Tôi đã đánh dấu ở đây là các nhát 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ta thấy đây là có các sóng P đi trước các phúc bộ QRS mà được đánh số nó màu đỏ. Các sóng P này thì có khoảng PR hàng định. Ta có thể thấy nhát 2, 4, 6 đều có các sóng P đi trước các phúc bộ QRS với khoảng PR hàng định. Như vậy, đây là các cái nhát P mà dẫn được xuống thất. Vậy, nhịp trên nhĩ của bệnh nhân này là nhịp xoang hay nhịp gì? Ta thấy đây là các mũi tên màu xanh điểm đánh dấu những sóng P mà ta có thể đo được. Đây là các sóng P, 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 đây. Ta có một sóng P lẫn vào sóng T làm cho cái sóng T này có vẻ nhọn hơn một chút, nhưng thực chất đó là sóng P đã lẫn vào. Có các cái sóng P chen lẫn vào cái các phúc bộ QRS mà chủ yếu là dương như thế này. Như vậy, nhịp ở bệnh nhân này là không phải nhịp xoang. Vì sao ta lại không phải nhịp xoang? Với cái tần số sóng P như thế này nó vào khoảng 160 chu kỳ trên phút. Đây nghĩ nhiều đến một cái nhịp nhanh nhĩ nhiều hơn. Vậy các cái nhịp nhanh nhĩ này có hiện tượng gì kèm theo? Đó là hiện tượng bờ đông nhĩ thất độ cao. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì sao bốn cái sóng P này mới dẫn được một phúc bộ QRS âm như thế này? Ta có thể thấy đây là 1 2 3 4, bốn sóng P mới dẫn được một phúc bộ QRS. Hay là có hiện tượng bờ đông nhĩ thất 41, bờ đông nhĩ thất ở mức độ cao. Vậy các nhát số màu đỏ 2 4 6 8 số chẵn là các nhát mà nhịp nhanh nhĩ này dẫn được xuống thất. Vậy các nhát 3, 5, 7, 9, 11, 13, các nhát mà có phúc bộ QRS chủ yếu là dương này thì nó có phải là nhịp của nhĩ dẫn xuống không? Thì trong trường hợp này là không. Các cái nhát màu xanh này là các nhát thoát thất, các nhát ngoại thông thu thất với nhịp đôi. Vì sao lại như vậy? Vì sao ta có thể thấy đây sóng P, có một cái sóng P lẫn vào phúc bộ QRS, hay nói cách khác các cái phúc bộ QRS mà có hướng dương chủ yếu này thì không được dẫn từ nhĩ xuống, mà là các phúc bộ QRS được tạo ra bởi sự khử cực của một ổ phát xung động tại thất, có thể gọi là ngoại thông thu thất, và trong trường hợp này là ngoại thông thất nhịp đôi. Như vậy ta có thể kết luận sơ qua là trong trường hợp này bệnh nhân có nhịp nhanh nhĩ kèm theo đó là bờ đốc nhĩ thất độ cao, với việc đó là bốn sóng P mới dẫn được một phúc bộ QRS và có ngoại thông thu thất nhịp đôi. Tiếp theo ta sẽ đi phân tích ở các chuyển đạo trước tim, ta sẽ tìm hình dạng của nó. Các cái nhát 8, 10, 12, 14 là các nhát mà sóng P dẫn được xuống thất. Thì ở trên chuyển đạo trước tim nó đã thể hiện đó là các cái nhát phúc bộ QRS này có hình dạng của block nhánh phải với các cái sóng phúc bộ QRS giãn rộng, sóng R có hai đỉnh dương như thế này và giãn rộng. Như vậy các cái nhát nhĩ dẫn xuống thất có hình ảnh của block nhánh phải. Vậy các nhát ngoại thông thu thì có hình ảnh của gì? Các nhát ngoại thông thu là các nhát 9, 10, 1, 13 có hình ảnh của block nhánh trái. Ta có thể thấy đây hình dạng của block nhánh trái với các cái sóng R rộng, cao và có móc thoải như thế này. Như vậy ta có thể thêm một kết luận nữa, đó là hiện tượng đó là luân phiên về điện thế ở trong trường hợp này. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì rõ ràng là các phúc bộ QRS liên tục đổi chiều theo hướng dương âm và luân phiên hình dạng của bờ đốc nhánh phải và bờ đốc nhánh trái. Một điện tim đồ với đầy đủ những đặc điểm như thế này là điện tim đồ của bệnh nhân, gợi đến nghĩ đến bệnh nhân có ngộ độc digoxin.
Kèm theo đó là lâm sàng nôn, buồn nôn và rối loạn thị giác, dấu hiệu mất nước. Địa tiêu đồ có hình ảnh của nhịp nhanh nhĩ, bờ rốc nhĩ thất độ cao, luân phiên thay luân phiên bờ rốc nhánh phải nhánh trái ở địa tiêu đồ bề mặt, và có ngoại lưu thất nhịp đôi. Ở đây người ta cũng đã đưa ra những cái bất thường chính ở trong địa tiêu đồ này, gồm có nhịp nhanh nhĩ, bờ rốc nhĩ thất độ cao và những cái ectopic pit ở đây. Dưới này người ta có thêm một đánh giá, đó là việc đó là luân phiên hiện tượng bờ rốc nhánh phải và bờ rốc nhánh trái ở trong trường hợp này như thế này. Ta có thể thấy đây là các cái sóng P như ở tôi đã trình bày ở trên, người ta đã đánh dấu các sóng P ở đây, và còn các cái sóng P lẫn ở trong các phụ QRS này người ta chưa đánh dấu, thì ta có thể đây là các sóng P ở đây nữa, và đây là một cái nhịp nhanh nhĩ điển hình kèm theo bờ rốc nhĩ thất độ cao. Người ta đưa ra cái chuẩn đoán đó là tình trạng ngộ độc nặng của digoxin. Tại sao là digoxin lại gây ra tình trạng ngộ độc nặng như thế này, thì người ta có một cái phân tích như sau. Nó tăng tính tự động của cả nhĩ và thất, và trong trường hợp này thì nó sẽ tạo nên được các cái rối loạn nhịp nặng nề ở nhĩ, như ví dụ như là nhịp ổ nặc, nhớ những ổ nặc nhịp nhĩ, những rung nhĩ và pruritus nhĩ. Ngoài ra thì ở các cái tăng tính động ở thất thì nó tạo nên các cái VAP, những cái nhịp thoát thất và những cái ngoại lưu thất, nhịp đôi hoặc là nhịp nhanh thất, đa hình thái. Tiếp theo đó là nó gây nên hiện tượng block nhĩ thất, AV block, gồm có block nhĩ thất cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và trong ví dụ vừa rồi ta có đó là hiện tượng đó là nhịp nhanh nhĩ với block nhĩ thất độ cao 441. Đây người ta cũng có một cái tính chất đó là nhịp nhanh nhĩ kèm theo bờ động nhĩ thất độ cao, và những trường hợp mà AF kèm theo đó là những trường hợp rung nhĩ kèm theo đó bờ động nhĩ thất hoàn toàn, hoặc là những nhịp bộ nối, những nhịp thoát bộ nối. Ở đây thì có một cái điểm điển hình đặc biệt trong những trường hợp ngộ độc digoxin, đó là nhịp VT hai chiều. Những trường hợp đó là được liệt kê vào trong những trường hợp đó là VT đa hình thái với các phúc vụ QRS luân phiên giữa trục trái và phải, giữa bờ lốc nhánh trái và bờ lốc nhánh phải. Trong trường hợp này thì ta thấy đó là luân phiên việc mà bờ lốc nhánh trái và bờ lốc nhánh phải. Như vậy qua điện tiêm đồ này ta đã có một bài điện tiêm đồ khá thú vị về trường hợp ngộ độc digoxin. Đây là một ca lâm sàng thứ hai của trường hợp ngộ độc digoxin đã được trình bày. Trường hợp này thì ta thấy những cái điểm ta cần chú ý đó là việc tìm ra đây là nhịp nhanh nhĩ, tìm ra đây là nhịp nhanh nhĩ kèm theo đó là bờ rốc nhĩ thất độ cao, chứng minh được đây là những cái ngoại thâm thu thất, những cái ổ nạc nhịp và phát xung động ở thất kèm theo đó là hiện tượng bờ rốc nhánh phải và bờ rốc nhánh trái luân phiên nhau như thế này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.